mới đây thì chính phủ đã ra nghị định quy định vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Theo đó thì vốn góp vào dự án PPP không được thấp hơn 20%. Nghị định quy định về lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 6 năm 2018, cùng với đó là quy định vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Cụ thể, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo hợp đồng dự án đã ký kết. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc như sau. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%. Bên cạnh đó, phần vốn nhà nước tham gia trong dự án không tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu.